Em chào các bác nhé. Em giới thiệu các bác cái máy pha cà phê. Thực chất thì cái này nó pha thì cũng giống như là pha phin thôi. Đấy, nhưng mà nó có một cái hay là nó sẽ giữ ấm, ủ ấm. Thì các bác cũng để dùng pha trà được. Đấy, nếu mà pha trà thì các bác cứ cho trà vào trong đây này. Đấy, đổ nước nguội vào đây nhá. Đây, đổ nước nguội vào đây. Cái này thì đổ nước vào đây. Rồi tự nó đun sôi nhá, tự nó đun nước. Tự nó đun nước rồi nó bơm vào thì nếu mà các bác pha trà cũng được. Đấy, thì nó sẽ ủ nóng ở cái này. Nhá. Cái này chỉ cần cắm điện bật công tắc lên nó sẽ pha và nó sẽ pha hết nước nó thôi nhá. Cà phê thì đây, cà phê các bác đổ vào đây. Đấy, nếu mà riêng pha bằng máy thì bên trong này là các bác phải dùng bằng cái giấy lọc cà phê. Thì các bác lên Shopee các bác đặt nhá. Nó đâu đấy khoảng một hộp 100 tờ khoảng tầm độ 90.000 100.000 gì đấy. Hoặc là nó có bán cái bộ lọc bên trong bằng inox, lưới inox. Đấy, nhưng mà các bác nên sử dụng bằng cái giấy lọc cũng được. Tại vì pha xong phát là các bác nhấc cái túm giấy lọc với đi, các bác vất luôn, không phải đỡ phải vệ sinh cái này. Bằng inox thì phải đi rửa. Thì mỗi một lần pha thì tính cái tiền giấy lọc thì mất có 1.000 nữa thôi. Đấy, đây, máy nhìn rất là bé mà xinh. Cái này cũng vậy này, tất cả pha máy thì đều phải có giấy lọc hết nhé. Các bác lên Shopee các bác ghi là giấy lọc cà phê. Đấy, các bác mua mấy cái loại nó làm cái kiểu hình tam giác gì đấy thì nó người ta ship về cho nhà em. Lại trước em cũng nhập về cái giấy lọc em bán kèm, nhưng đợt này có máy cà phê còn ít nữa, đâm ra bán nó cũng hơi chậm nên em không đặt về. Các bác đặt một túi đấy thì các bác cũng mà pha cả nửa năm. Đấy, đây máy đây, cốc thủy tinh đều có ủ nóng, con nào nó ủ nóng hết nhá, đều ủ ấm hết. Cứ đổ nước vào, đổ cà phê vào, cắm điện lên bật công tắc, đấy on lên là xong. Điện 100V các bác nhá. Em xem công suất con này là bao nhiêu watt nè. Đây, đâu nhỉ, à đây 625W này. Đấy, cắm cục nguồn, bộ này nó hơi lớn tí. Một cặp luôn, rất đẹp. Em xả hàng nhá, giá cực rẻ, 300k một chiếc, giá chưa bao gồm phí ship. Đấy, máy pha cà phê thì thực chất nó rất là bền, chả có gì để hỏng cả. Dưới này nó có mỗi một cái cuộn nhiệt thôi. Cuộn nhiệt thì nó có một cái ống để truyền nước vào, nước chảy qua đấy sẽ nóng, nó sẽ lại bơm ngược lên trên. 300k một chiếc, giá chưa bao gồm phí ship và em không ship COD nhé. Đấy, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái, em đảm bảo các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra tránh trường hợp là bể vỡ thôi. Đấy, chứ bây giờ em bán 300 ship thì khoảng tầm độ 30-40.000 tùy xa gần. Đấy, các bác có thể chuyển khoản 330.000 sau đó em bao ship. Đấy, hoặc không thì cứ chuyển khoản 300k, còn lại thì ship các bác trả. Chứ em mà ship đi đã bán, nói thật với các bác là bán 300 là bán lỗ rồi. Đấy, lỗ là lỗ những con hỏng ấy, nhập lô 300.000 rồi về bán những con sống con đẹp 300 thì những con xấu vứt đi là lỗ rồi. Mà lại ship đi các bác không nhận nữa là người ta tính cước em quay về 2 chiều là mất khoảng tầm độ 70.000. 60-70.000 cả đi cả về. Là em sẽ không COD nha, chuyển khoản em ship 300k một chiếc. Các bác nào không chuyển khoản được thì nạp qua thẻ điện thoại cũng được, rất là ok nhé. Rồi em chào các bác nhé.